Xin mời quý vị và các bạn cùng đeo tai nghe và thưởng thức giải chép của cặp loa JBL Superchef. Duy nhất một cặp ở giữa. Các bác và anh em để ý tiếng guitar gầy. Rất là dứt khoát, cảm giác không dư thừa. Không biết các bạn nghe qua điện thoại thế nào, nếu như mà nghe trực tiếp bên tiếng dép nó rất là sang. Em dùng từ gì à? Rất là tinh tế, tiếng dép của nó mịn các bạn nghe, nó mịn. Đấy. Những cái lốt cao nó cảm giác nó không bị dư thừa bất cứ một cái giải tần nào cả. Và đây, thì ngày mai thì em về được một ít lô loa chép của JBL các bạn nghe nhé. Cũng không nhiều đâu các bạn nghe ạ. Lâu lắm rồi mới về được mẫu loa Superchef của JBL. Đấy thì lắp chân này, lắp phân tần đấy và lên sóng cho các bác và anh em luôn. Em sẽ lắp dây dẫn như này để về các bác và anh em sẽ tự đấu dây âm dương là dùng. Em sẽ cho nhỏ lại một chút. Đấy. Đây, thì như các bác anh em xem ở đây về cái mặt của nó giống như là cảm giác như một người đang cười vậy, hoặc có thể giống một cái lưỡi đang thè ra vậy. Các bác có thể hình dung bất cứ cái kiểu gì cũng được. Về cái thiết kế kiểu này, tức là thiết kế của mặt riêng có một khe thôi để tiếng chép của nó phát ra, thì nó việc cái định hướng âm thanh của nó sẽ chuẩn hơn các anh em nhé. Tức là họ thiết kế cái tiếng chép của nó sẽ phát ra ở một cái khe này, khe nhỏ nha, ở một cái khe nhất định. Thì đây cũng là một cái kiểu thiết kế của hãng đó, thì anh em nghe. Và em sẽ đo cái kích thước ở cái mặt để các anh có thể hình dung ra được con chép của nó to như nào. Cầm trên tay là rất là nặng và chắc. Mặt ngang của nó đây 10,5 cm các bạn anh em nhé. Đấy, mặt chéo nó cũng là 12 cm. Mặt chéo là 12 cm. Đấy, cái đít con này còn các bạn anh em hình dung con P103S nó to như nào, con này còn to hơn như thế nhá, to hơn như thế. Các bạn anh em nhìn cả cái khối như này, rất là nặng, cực kỳ là nặng. Đấy, mặt sau đây ạ. Lô này em về được ít đấy, không hiểu sao cái đít này nó hơi bị vết vết như này. Đấy. JBL in chìm ở đây này. Đấy. Superchef. Đấy. Số series này 313Q8 này, Superchef Vocal JBL ST9620. Trở kháng là 8 ohm, công suất là 150W các bạn anh em nhá. Đấy. Đây về được một ít thôi, không nhiều đâu ạ. Thì em lên sóng cho các bạn anh em ngay. Đấy. Con này thế. Các bạn anh em xem. Cái mặt của nó này thiết kế là khá là đẹp. Ở đây đến hơi mặt vân vân này. Để nhìn nó sẽ tia khi ánh sáng chiếu vào. Các bạn anh em nhìn nữa. Đấy. Cái mặt này, nó nhìn kỹ. Hơi tia ra. Rất là đẹp. Rất đặc trưng, nhìn rất là đặc trưng các bạn anh em nhá. Đấy, nó hút rất là mạnh. Hai con này nó hút vào nhau cực kỳ là mạnh. Quấy các bạn em dùng hai con này lực nắm chồng nó rất là mạnh. Đôi khi để gần nhau sợ rất là sợ nó hút vào thôi. Và mẫu loa Superchef JBL này thì ở bên em đang bán một cặp cả mạch phân tần lắp cả chân như thế này. Đấy, có giá là 1.550.000 đồng một cặp, miễn phí giao hàng toàn quốc. Em nhắc lại con này modem là JBL ST9620 các bạn nghe nhá. ST9620 tình trạng cực kỳ đẹp, mới cho các bạn nghe sử dụng. Đấy. Riêng về giải chép, trong cái mẫu loa chép mà trước đó em có giới thiệu cho các anh em thì công nhận con này nó sang hơn, dùng từ nó sang hơn, các anh dùng từ chép nó sang hơn rất là nhiều. Đấy. Và mẫu này của nó côn cực kỳ là to, em nhớ không nhầm là côn của nó là 4 mấy thì phải, các anh em nhớ không chính xác đâu, nhưng của nó là hình như là hơn 40 thì phải, không biết là hơn 30 này hơn 40. Côn này to lắm, cực kỳ là to. Đấy, thì em xin phép được
dừng video clip ở tại đây. Thì mọi thông tin chi tiết cũng như đặt hàng sản phẩm này thì các bác và anh em nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số điện thoại em để phía dưới phần mô tả 0908 722 688. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở video tiếp theo.